thông báo sau tiếp tục phần nghề của Đông Khê sẽ đến tiếp tục phần nghề của các bạn giới trẻ đến từ Giáo họ Phương Quang. Xin tất cả các bạn giới trẻ Giáo họ Phương Quang chúng ta chuẩn bị cho phần nhạc của mình trong ngày hôm nay. Thank you.